ngày 2 tháng 10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Trần Minh Hoàng 15 tuổi, ngụ quận 4 và Cao Nguyễn Hoài Phi Long 19 tuổi, cả hai là nam nhưng giả nữ, để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Hồi tháng 5, Trần Minh Hoàng trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng khi clip chị hiểu không được đăng trên mạng xã hội. Theo điều tra, tối 7 tháng 8, Long điều khiển xe máy chở nữ quái chị hiểu không rảo quanh khu vực quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh để tìm tài sản trộm cắp. Khi đi tới trước chung cư Mỹ Phát, phường Tân Phong thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, cả hai thấy bà cho dâu dân 42 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đứng dưới lòng đường, đang sử dụng điện thoại di động. Lúc này, Long áp sát để nữ quái chị hiểu không giật chiếc điện thoại di động của nữ ngoại quốc. Bị cướp giật, nạn nhân hô hoán nên cả hai tăng ga bỏ chạy. Đúng lúc này, bảo vệ phát hiện, truy đuổi. Nữ quái chị hiểu không thấy vậy ném điện thoại di động vừa cướp vào bụi cây ven đường và bị mọi người giữ lại. Long tăng ga bỏ chạy thêm một đoạn cũng bị người dân khống chế. Cả sau đó được bảo vệ giao cho công an. Nữ quái chị hiểu không cùng đồng bọn bị bắt vì cướp giật ở Sài Gòn. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi phạm tội như trên. Do thiếu tiền ăn tiêu nên nữ quái chị hiểu không rủ đồng bọn đi trộm cắp, cướp tài sản. Cả hai đều mang giới tính nam nhưng ăn mặc như nữ khiến nhiều người nhầm tưởng là nữ giới. Trước đó, nữ quái chị hiểu không từng bị phạt hành chính vì nhặt giấc giấy Gucci ở Sài Gòn. Trần Minh Hoàng trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng khi clip chị hiểu không được đăng trên mạng xã hội. Theo nội dung vụ việc, tối 30 tháng 5, chị Đờ, ngụ quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, đến trung tâm thương mại Estella quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, uống cà phê với bạn. Trong lúc bồng con, chị Đờ để chiếc túi hiệu Gucci trên ghế. Hoàng đi ngang qua, cầm nhầm chiếc túi này và bị phát hiện nhưng liên tục chối, đồng thời nói chỉ nhập giúp với câu nói luôn miệng chị hiểu không. Làm việc với công an quận 2, Hoàng thừa nhận có ý định lấy trộm chiếc túi nhưng không thành. Do khi thực hiện hành vi trộm cắp, Hoàng dưới 16 tuổi nên công an quận 2 chỉ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, chuyển công an địa phương nơi Hoàng đăng ký tạm trú để quản lý, giáo dục tại địa phương.